Một thời đánh qua Biển Kinh, một thời đánh qua Biển Kinh. Tụi nghĩ có rút giờ kịp hay không đây? Tụi nghĩ có rút giờ kịp hay không đây? Thời gian là bao nhiêu rồi? 11 phút rồi, còn 4 phút nữa, có giờ kịp hay không đây? Căng nha. Hy vọng là đánh được. Trời ơi má, bị thi nhẫn loạn kìa. Thi nhẫn loạn trí nghe chưa? Trời ơi loạn kìa. Trời ơi, thi nhẫn loạn liên tục luôn rồi sao đánh? Rồi không hơn về đông nha, không đủ đông nha. Hết lực luôn á. Rồi tụi nghĩ vô. Tụi nghĩ chia ra hai đội hình đánh công hai trận 6 giờ là 12 giờ. 6 giờ với 12 giờ, trời cô luôn chặt vô kìa. Trời ơi. À, lóc tung lôn vô một cái kìa, banh hết cái vàng ngạc của trong luôn. Anh em thấy không? À, cô luôn vô đứng xả, trời ơi gãy hết luôn. Rồi Dương Châu banh. Còn BK, không biết nó có đánh BK không ta? BK 11 phút rồi. Rồi banh, bây giờ mình qua Phượng Tường đi. Phượng Tường không biết là một thời với lại Hồng Hưng đây luôn, mới vừa nói xong một thời với Hồng Hưng qua cắt luôn rồi, gãy luôn, BK gãy luôn rồi. Mới vừa nói xong, mới đánh xong luôn,